Ok, xin chào mọi người, chào các em. Mình sẽ đến với cái video tiếp theo về JX JavaScript ha. Quen thuộc là mình quay lại với REST-IT, mình tạo một cái new REST ha. New REST mình gọi là HTML. Chọn cái này và mình sẽ chọn là mình gọi là đây đây. Create. Okay. Rồi, mình create rồi thì bắt đầu mình sẽ thấy file HTML cái meta này mình cái thuộc tính meta những một thuộc một số thuộc tính thì mình không cần biết thôi. Thì cái này sau này mình search cái lần ra thôi. Okay. Rồi. Xóa đi cho nó dễ nhìn ha. Cái title là các bạn học rồi nè, title này các bạn học rồi thì mình gọi nó là ví như là web của tôi ha, web tôi rồi. Head reference các bạn cũng học rồi ha, head reference nên là về CSS các bạn học trong bài trước ha, nó link vô cái file là style này. Bên lớn file trước là mình gọi là main CSS. Thì bây giờ mình bỏ và mình xóa này cho dễ nhìn đi ha, xóa đi. Xóa đây mình bỏ luôn cái link này đi. Đó. Đó, cái head của mình. Sau đó các bạn sẽ thấy được cái script ha, cái file nó trỏ vô cái file script. File script ha, script đó. Rồi, ok. Mình làm lại cái chỗ này, làm lại rất là dễ cho mình xóa cái file script này đi. Rồi, xóa đi. Xóa luôn cái dòng này đi. Body thì mình sẽ có cái phần là H1. Xuyệt H1. Ok, mình gọi nó là JavaScript. Đó, mình chạy. Ok, cái bài học về JavaScript ở đây. Thì các bạn link vào đây mình gõ. Các bạn gõ vào đây mình thấy thế này. Bây giờ mình quay lại thì mình tạo có file JavaScript file mình gọi nó là main.jx thì nó thường ra mặc định là cái script.js đó. Thì bây giờ mình sẽ dùng cái thẻ là script ha. Thẻ là script. Tại lý do là mình để cái tiếng Việt này nó không không có gợi ý ha. Strip đóng lại xuyệt strip. Ok đó. Và mình sẽ đưa cái src sụt là bằng vào cái file kéo lại ha, main xin lỗi main.jx đó. Và trên cái file main.js này các bạn viết cái dòng lệnh đầu tiên là console log. Xin chào. Thì các bạn chú ý là cái console là nó sẽ log ra ở trên cái con trỏ console này. Nó log ở dưới nha. Nên người ta dùng để kiểm tra lỗi, debug. Debug. Debug là từ tiếng Anh dịch ra là kiểm tra lỗi ha. Xử lý lỗi, debug. Rồi, đây là JavaScript ha, JavaScript. Thì các bạn thực chất cũng không cần phải học hết JavaScript. Mình sẽ học những cái căn bản và đi thẳng lên thư viện. Thư viện trong cái khóa học này là React. React là cái thư viện nổi tiếng, thư viện phổ biến hiện nay, dễ học, dễ sử dụng cho những người mới bắt đầu ha. Và đặc biệt là nó tuyển dụng nhiều ha, tuyển dụng nhiều, nó dễ học,
dễ sử dụng mà lại có cơ hội làm việc nhiều nữa thì mình cứ học đi ha. Thì React mình học sau và bài này mình học về JavaScript. Ok, JavaScript thì mình sẽ cái lệnh đầu tiên là lệnh console. Đối với một số bạn thì nó không có quen thuộc ha, console lock thì các bạn chú ý là console là ý là nó lock, đó là nó đưa ra cái thông tin ha, đưa ra thông tin. Bây giờ mình sẽ học chút về cái quen thuộc hơn, ví dụ như là cái hàm đi, hàm kiểu thì JavaScript nó cái hàm các bạn học thẳng lên cái hàm ES6. Bây giờ mình sẽ có một cái hàm tên là constant, viết là constant, hàm tên là string, như mình viết string đây bằng bằng một cái gì đó trả về, và nó string ra cái dòng lệnh là console lock. Hello. Mình chạy mình xóa cái dòng cái trên này đi ha. Thì các bạn chạy nó học không thấy gì. Bây giờ mình sẽ gọi cái hàm đó bằng cách là string. Hàm đó string. Ok, các bạn sẽ thấy là hello. Nó giống y như hồi nãy là thay vì mình viết trực tiếp trên console thì mình viết qua cái hàm string. String, lý do là mình viết như vậy thì mình muốn string lại nhiều lần ha, string lại nhiều lần, nhưng mà mình viết lại string 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 thì nó sẽ ra như vậy. Chưa. String string string, cái là cái hàm để người ta sử dụng lại thôi. Thì cái hàm trong JavaScript là nó cấu trúc như thế này ha. Cấu trúc như thế này, nó là cái định nghĩa một cái constant string bằng cái này. Thì các bạn sẽ ngạc nhiên là mình chưa có dạy cái hàm là tên là function này. Các bạn search trên mạng là function in JavaScript, và search này, search giúp các bạn search đây. Functions JavaScript function. Các bạn cần thêm từ khóa tutorial nữa, không là JavaScript function này nó cũng nằm ở đây. Ok, các bạn sẽ thấy là nó là viết là function my function gì đó, return something else. Thì nó sẽ có cấu trúc như vậy. Nhưng mà ở đây mình viết theo cấu trúc này, người ta gọi là cấu trúc ES6. ES6 ha. Cái hai dấu suyệt là cái phần bổ sung, người ta gọi là phần comment. Comment có nghĩa là phần giải thích ha. Không, nó không chạy cái lệnh này, nó không chạy cái dòng này, người ta gọi là phần giải thích. Phần giải thích này các bạn đó, cái phần giải thích ha. Người ta dùng một cái này, cái cấu trúc này người ta gọi là ES6 function ha, ES6 function. Trúc hơi hơi lạ so với các ngôn ngữ khác thì các bạn chú ý ha. Bây giờ mình muốn đưa vô thuộc tính, ví dụ như là nội dung, mình đưa cái giá trị là x vô thì mình console ra cái biến x, chứ mình không có console ra cái tức là mình không đưa vô thì nó sẽ ra undefined. Ở đây mình print ra là x là 1000 đi, mình chạy lại thì mình sẽ thấy nó ra cái giá trị 1000, và cái biến thứ hai để undefined. Bây giờ mình sẽ viết là tên tôi, my name, ok, I change to English, my name is ok. Ok, thì các bạn sẽ thấy là nó tự động nó nhận cái giá trị này x ha, giá trị x này là bằng một con số hoặc là bằng một cái kiểu ký tự, này là kiểu ký tự. Thì đó là JavaScript ha, JavaScript.
là function. Thì mình học nhanh về cái này. Constant là định nghĩa một cái biến, một cái hằng, xin lỗi bạn, một cái hằng. Ví dụ như là constant y bằng 20. Okay. Ở đây bạn print, bạn xóa cái này đi, cái bạn dòng thứ ba bạn print y. Các bạn đưa y vô trong cái này thành chữ x thì mà nó sẽ show ra, thì nó sẽ lóc ra cái y ha, 20 rồi. Thì cái x này nó nhận vô giá trị rất chi là thoải mái ha, rất chi là thoải mái. Nó nhận cái gì cũng được, nó nhận từ một cái constant khác cũng được, nó nhận về một cái trực tiếp bằng cái test cũng được, nhận từ một con số cũng được luôn. Không nhận gì thì nó gọi là undefined. Thì cái các bạn sẽ thấy được cái một số cái hàm nó viết, nó bỏ luôn cái dấu này, bỏ luôn cái dấu này nó vẫn chạy ha. Thì lý do nó bỏ cái dấu mặt là vì nó có mình nó thôi, mình ít thôi. Nếu như là x và y nữa thì nó lại thôi mình lấy cái này là, mình gọi cái này là cái số đi ha. Cái số a number đi, an okay. Dưới này là an để mình phân biệt ha, x y này chúng ta dễ lộn lắm ha, dễ nhầm. X y và mình cần show ra cái x cộng y ha, x cộng y. Thì bây giờ mình sẽ chạy ha, với lại 1000 là 20, not a number ha, cái này là not a number. Thì mình phải đưa vô hai cái ha, đưa vô hai cái. Nhưng bây giờ mình đưa vô một cái nó không đúng thì nó sẽ là 20 cộng với 2 đi, mình sẽ chạy ha. Thì hai cái này nó cộng vô ha, nó cộng vô test, cộng với test thì nó là cộng với undefined. Ví dụ như mình phải cái mình viết là sang LV ha, LV sang, ví dụ như vậy là mình sẽ chạy nó sang LV đó. Cái dưới này không có gì thì nó gọi là nó a number chưa rồi. Thì nếu như mà các bạn có hai cái tham số đầu vào, hai cái đầu vào này thì nó không viết thế nào đâu, xóa đi, xóa thử được không ạ? Lỗi ha, missing initialize in constant declaration. Thì mình sẽ viết cái này ha, viết cái dấu ngoặc này, ý nghĩa của dấu ngoặc là như vậy. Rồi nếu mà nó là một ít thôi, bỏ luôn dấu ngoặc luôn cho nó gọn ha, bỏ luôn dấu ngoặc nó gọn, thì đây là một dòng ha, một dòng. Bây giờ mình không có console nữa mà mình viết là ok, cái này mình sẽ qua phần React á, mình sẽ học kỹ lại cái này ha, mình phần học kỹ lại cái này nó dễ hơn ha, nó dễ hơn. Còn trên cái JavaScript căn bản như thế này thôi, căn bản như thế này thôi thì các bạn sẽ tìm hiểu trên mạng ha, tìm hiểu trên mạng thì các bạn sẽ ok. Đây. Variable này, variable nó sẽ như thế này nè. Ok, cái này bỏ đi ha, cái này không cần ha. Với xong mình sẽ hướng dẫn các bạn học. Trên này nó quá dư thừa thông tin không cần thiết. Cái mục đích của khóa học này, cái đích của khóa học này là
giúp bạn học về front-end một cách rất chi là thoải mái, ngắn gọn, nhẹ nhàng. Nhưng mà nó vẫn đảm bảo được cái kiến thức đủ để mình làm một trang web ha, trong web front end, trong web giao diện người dùng á. Còn những cái gì mà không cần thiết bỏ đi, tại vì có rất nhiều kiến thức cần học, công cụ mình nếu mà học 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 hoài như vậy mà làm không ra trong web nó rất là nản, rất là nản. Thì mình định hướng cái cách học ngắn thôi. Ví dụ ở đây mình về JavaScript mình chỉ hướng dẫn các bạn học ES6, còn cái ES5 cũ rồi, bỏ đi, cũ rồi, chạy rất là chậm và rất là rườm rà. Ví dụ như viết function thì trong function ấy có read và that, tiết chấm cái này chấm cái kia nó rất là dài dòng, bỏ luôn cho nó nhanh ha. Tất nhiên các bạn học kỹ thì các bạn sẽ thấy những cái cần của cái function đó, nhưng mà thôi, cái người đầu tiên, người cái người mà mới bắt đầu học đơn giản thôi, không cần phải học kỹ làm gì. Rồi, đó là căn bản về JavaScript. Thì sau cái này các bạn có thể lập lên React được rồi và sẽ quay lại JavaScript sau đó. Ok, cảm ơn các bạn. Hẹn các bạn video tiếp theo.